Dạ, em xin được chào các bác yêu Lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em rất mong các bác thông cảm. Tối hôm qua người dân mang những giỏ lan rừng về bán cho em. Và sáng sớm hôm nay trước khi đi làm thì em tranh thủ đăng hình video để chia sẻ cho các bác. Người ta mang về những cái giỏ hạt quỵ Lai Châu rất là đẹp, đang siêu nụ siêu hoa như thế này. Do bận đi làm sáng sớm nên là em không trực tiếp lên hình, mà em quay những cái giỏ lan này để tranh thủ chia sẻ cho các bác, để các bác về các bác chơi hoa. Đây các bác nhìn những cái giỏ hạc vĩ Lai Châu, các bác nhìn đấy, dài như thế này, đẹp hoa chịu chịt luôn. Và chỉ có mang 9 giỏ hạc vĩ Lai Châu về. Đây, các bác nhìn hoa chi chít luôn, nụ xài chưa? Đấy các bác nhìn này, thân hoa thì chịu chịt luôn. Đây bên này nữa, tối hôm qua mang về em chưa kịp còn cho vào giàn mà còn vẫn treo ở ngoài này. Đấy, 10 giờ đêm hôm qua, 9 giờ 10 giờ đêm hôm qua mang về những cái giỏ hạc vĩ như thế này. Và không để được các bác chờ lâu nhé, em lên luôn. Rất mong các bác sự ủng hộ của các bác nhé. Các bác công cảm. Giỏ hạc vĩ số 01 450.000 các bác này. Dài tầm độ 1 2 60 cm, hơn 60 cm gì đấy. Bao nhiêu, rất nhiều thân hoa luôn. Đấy, rất nhiều thân hoa. Đấy, những cái thân già cũ năm ngoái đây, về mình có thể cắt tỉa đi. Đấy, người dân thì người ta treo tự nhiên ở ngoài nên là cây phát triển tự nhiên, cây rất sai hoa, mầm gốc cứ lên tua tua ở đây. Các bác xem, mầm gốc cứ lên rất là nhiều rồi, giò dài. Đây các bác, giò hạc vĩ 01 450.000, giò hạc vĩ 02 các bác nhìn đây rồi, cả lá cả hoa đây rồi, những cái thân này nó dài đấy. Giò hạc vĩ 02 này còn chi chít nụ đây. Giò hạc vĩ giò hạc vĩ 03 có giá 500.000. Giò hạc vĩ nhầm rồi. Giò hạc vĩ 03 có giá 500.000. Đấy các bác nhìn nha, cũng bảng rất là giá, đây là bảng lớn này, một cũng 60 cm, cũng 60 cm các bác nhé. Rất là đẹp. Giò hạc vĩ 04, đây các bác nhìn này, một dàn hoa luôn. Đấy, giò hạc vĩ 04 cũng có giá 500.000, cũng dài 60 cm, mầm gốc khỏe đẹp lên đây các bác. Đấy, hạc vĩ 04 dài đây các bác nhìn, mầm gốc lên rất khỏe, phân món đã cho rồi, phân dê đã buộc lên rồi các bác nhé. Giò nào cũng phân. Giò hạc vĩ này, đây các bác nhìn này, một tràng pháo luôn. Giò hạc vĩ số 02 có giá 450.000. 450.000. Đây các bác này. Đấy. Cũng bảng dớn dài. Người dân thì người ta đi rừng người ta kiếm được dớn nên là người ta ghép dớn các bác. Em vẫn treo ở đây. Giò hạc vĩ 05 có giá 350.000. Đấy, cái này thì thân nó ngắn hơn. Đây. 05 có giá 350.000. Các bác quan sát cho kỹ nhé. Vâng ạ. Đây sang bên này. Đây, hai treo hai bên này. Giò hạc vĩ 07 có giá 400.000. 400.000. Mầm gốc lên khỏe mạnh đây các bác. Mầm gốc lên khỏe mạnh rồi. Các bác yên tâm về thuần tưới nước thôi. Đấy, chơi hoa và tưới nước. 400.000. Giò hạc vĩ số 06 đẹp chưa các bác, có giá 400.000. 06 có giá 400.000. 400.000 cho giò hạc vĩ 06 này. Giò hạc vĩ số 07, vĩ số 07 cũng có giá 400.000. 400.000. Đấy, hạc vĩ số 07
Vĩ số 07. Giò hạc vĩ số 0. À, vĩ số 08 chứ. Có vĩ 08. 08 là có giá 400.000. 08 quên mất. Đây các bác nhìn này. Cũng bản gỗ dài. Bác có thể treo 400.000. Giò hạc vĩ số 09 có giá 450.000. Các bác nhìn người ta treo ở ngoài rừng này, cây cối này, mọc vào phủ kín luôn. 450.000. 09 450.000. Hoa thì sai gọi là hữu chịt luôn. Đấy, ở đây em một số cái cây lan rừng thì em cũng đã ghép đây, tranh thủ ghép đây các bác. Đây là một cái hạc vĩ dài hơn 1m2. Hạc vĩ Lai Châu đây. Ghép như thế này rồi các bác ạ. Đấy, đến mùa mầm gốc phát triển là cây sẽ phát triển, bám rễ. Đấy, đây là những cái giò vôi. Em ghép những cái giò vôi đây. Các bác ghép vào giớn đây các bác. À, đây là cái sản phẩm. Sản phẩm căn diệt các bác ạ. Căn diệt đây các bác, đang hoa đang nụ đây, còn chưa lên, chưa có thời gian để lên đây, đang hoa hết rồi. Cành hoa căn diệt thì sản phẩm rất là đáng sưu tầm nhá. Nhìn nó nhỏ, nó đơn giản nhưng mà dáng sưu tầm, đang vòi hoa đấy, còn chưa có dịp để bán cho các bác. Vẫn treo ở ngoài trời đây để cho nó ăn nắng, ăn gió, ăn mưa cho nó sai hoa. Đấy. Và tiếp theo, sản phẩm tiếp theo là em lên cho các bác cái giò đùi gà rất đẹp. Đây các bác nhìn này. Đấy, giò đùi gà rất đẹp, hoa đang nụ rất nhiều. Đấy, các bác nhìn, giò đùi gà cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em quay xa cho các bác xem nhé. Đùi gà cực kỳ đẹp. Đùi gà Lai Châu số 12, 450.000. 450.000. Rất đẹp các bác ạ. Rất phát triển, bộ rễ này. Mầm gốc thì đang lên tua tủa đây rồi. Sang năm tạo thành giò to mà trồng chậu sành này, nó thật bác là trồng những cái chậu sành này gửi hàng đi là phải đóng thùng rất là cẩn thận. 450.000. Và em còn cái sản phẩm đó là trầm tím rừng Điện Biên. Trầm tím rừng Điện Biên nhé. Số 12, 450.000. Đây các bác này. Chuẩn rừng tím rừng Điện Biên. 450.000. Giò số 12, 450.000. Giò số 10, 490.000. Thân dài, thân to, thân mập. 490.000. Các bác nghe, trầm tím thì cũng như video trước em lên ấy. Đây là sản phẩm không phải tay em trồng mà mua lại của một bác ở Lai Châu, nên là giá nó rất cao, mà bây giờ thì nó cũng rất là hiếm rồi. Đấy, nó rất là hiếm, gần như cái sản phẩm trầm tím rừng này là rất ít có trên thị trường. Em mua lại giá cao nên là chỉ chênh lên 50.000 một chậu này thôi, nên là giá nó cao lên rồi. Rất mong các bác ủng hộ em để sưu tầm được, sự bảo tồn được cái dòng trầm tím này. Vâng ạ. Thì do điều kiện công tác, người dân mang về muộn nên hôm nay em đi làm không để trực tiếp lên live được. Em quay những cái giò lan, rất mong các bác thông cảm và ủng hộ. Bởi vì đang vào mùa nụ hoa to như thế này, các bác mua về là ngắm hoa thôi. Và rất mong sự ủng hộ của các bác ạ. Em kênh Hoa Lan Thầy Giáo Bản xin chào và tạm biệt các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc thật là thành công, sức khỏe và nhiều niềm vui. Em xin chào và tạm biệt ạ. Vâng. Đấy. Xin chào và tạm biệt các bác nhé. Mong các bác ủng hộ thông cảm nhé.